Xin kính chào bạn vị, hiện tại mình đang có ở đây chiếc iPhone 6S và chiếc Mi 6. Hôm nay mình sẽ so sánh hiệu năng của hai chiếc máy này. Chúng ta đã có cuộc đối đầu giữa Mi 6 với lại chiếc Galaxy C9 Pro và cái chiếc Samsung Galaxy S8. Tuy nhiên trong cùng một khúc giá, các bạn thì lựa chọn 6S Line New hoặc Mi 6 hàng mới tại ClickBuy, và hiện tại ClickBuy cung cấp các sản phẩm chính hãng của Samsung, Xiaomi và Oppo với mức giá cực kỳ tốt, và hàng chính hãng thì sẽ được bảo hành trên toàn quốc. Bây giờ các bạn thấy là chiếc iPhone 6S của mình vừa khởi động lên. Bây giờ đến lượt chiếc Mi 6. Đó. Chúng ta đã khởi động cả hai máy và hoàn toàn không có ứng dụng chạy nền. Thì bây giờ cái điều quan trọng nhất đó là Mi 6 là một trong những sản phẩm đang có 6GB RAM ở trên thị trường. Trống của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4GB. Thế nhưng mà nếu mà so với những chiếc máy như của Apple thì liệu đa nhiệm của nó tốt hơn hay không? Và hiệu năng của hai con chip là Snapdragon 835, chiếc Apple A9 thì có hơn nhau. Mình sẽ cùng trải qua bài test này. Đầu tiên thì mình sẽ mở Antutu để giới thiệu các bạn chút về cái thông số cấu hình. Đấy, điểm Antutu nhìn xem, của chiếc iPhone 6S là đạt đến 123.000, Mi 6 là nó khoe là tận 180 thì phải, nhưng mình chỉ tấm được tối đa khoảng 150. Và điểm 3D của chiếc Mi 6 thì cao hơn rất rõ rệt so với lại cái chiếc iPhone 6S. Giờ mình sẽ đi đến tiếp với những game ứng dụng khác, ví dụ như là YouTube. Ở đây thì ở Mi 6 mình đã bật chế độ hiệu suất đa nhiệm là tốt nhất, tối ưu hóa, cho phép chúng ta đa nhiệm được cái mức tối đa của cái RAM 6GB. Vậy chúng ta sẽ thử xem nếu mà so với lại chiếc iPhone nó có 2GB RAM thì nó chênh nhau nhiều hay không. Trình duyệt internet thì của iPhone nó loát rất nhanh. Đó, nhưng mà nó bị thiếu thêm cái khoảng trống như này. Của cái chiếc Mi 6 thì vẫn có đầy đủ hết. Như vậy là 1-0 dành cho chiếc iPhone 6S, mặc dù sự chênh lệch của hai máy là khá ít. Tựa game này thì hai máy hoàn toàn bằng nhau. Với những cái game này thì mình sẽ tua đi cho nó đỡ mất thời gian. Không chênh nhau nhiều các bạn ạ, cứ xem nhau thôi. Khớm thật phải bằng nhau đến từng tích tắc luôn. Ta sẽ đi đến với tựa game Asphalt 8 để xem nó như thế nào. Vâng, như vậy là với Asphalt 8 thì chiếc Mi 6 có nhỉnh hơn một tẹo, nhưng cũng không đáng kể. Xem ra nếu các bạn đang phân vân về hiệu năng thì kể cả là chúng ta mua Mi 6 hay iPhone 6S cũng không có sự chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên tất nhiên là chơi game thì Mi 6 thì đã có điểm 3D cao, nhưng ngược lại game lại tối hóa cho cái nền tảng iOS ngon hơn so với Android. Đúng là rất là khó lựa chọn. Và như vậy là đối với tựa game này khi chúng ta load thì Mi 6 đã kém hơn so với chiếc Apple iPhone 6S. Tiếp tục là một cái cỏ hoa. iPhone 6S đã giành chiến thắng ở tựa game Don't Way To Die. Instagram nào. Đây là Instagram mình, em thì follow vật v69. Ủa, mình bấm trượt rồi, tựa game Asphalt Xtreme này. Đây là một tựa game mà mình thường xuyên thấy load khá là nặng nề, với một cái đồ họa của nó rất là đẹp. Và iPhone 6S khi mà tải cái game này cho tới lúc này nó đang nhanh hơn về cả phản hồi khi chuyển mở game cũng như load game thì đang nhanh hơn so với chiếc Mi 6. Thì như mọi người có yêu cầu bắt buộc phải mở gọi là tối ưu RAM lên để cho nó đa nhiệm ngon hơn. Nhưng theo một số bài test không chính thức thì nếu bật cái đấy lên thì cái phần tốc độ của nó sẽ giảm đi đôi chút so với việc chúng ta không bật. Đó, Mi 6 chúng ta đã chậm hơn so với chiếc iPhone 6S ở phần thi này. Cuối cùng là tựa game Gangstar 4 và chúng ta sẽ đi đến với phần đa nhiệm. Thế thì để xem với hai máy nó sẽ có trụ được hay không. Như bạn đang thấy ở đây, rất nhiều game ứng dụng nặng. Mình sẽ bắt đầu trở lại với lại cái Antutu. Cả hai máy đều đang chạy nền tốt. YouTube vẫn đang ngon lành. Google Chrome 1-0 dành cho chiếc Mi 6. Cố lên Mi 6. Rồi, ok, không thành vấn đề gì. Vẫn đang chạy nền ngon. Dangerman. Đa nhiệm của cái iOS nó rất là mượt, chuyển của nó cực kỳ tốt. Vâng, 2-0 dành cho Mi 6. Vâng, Mi 6 phải lốt lại Asphalt 8 rồi. 3-0 dành cho Mi 6, xem ra là cái 4-0. Nhưng Mi 6 cũng lốt lại là Dumb Way To Die, thế là không tính. Vâng, 4-0 là tính cả cái Instagram này nhá. Từ điển T-flash cũng không phải lốt lại. Rồi 5, ok. Như vậy chúng ta đã biết được là người chiến thắng chắc chắn là cái chiếc Mi 6, 6-0 rồi. Nó phần lớn là không phải lốt lại quá nhiều. Nhưng tuy nhiên thì mình vẫn phải công nhận là cái sản phẩm của Xiaomi vẫn chưa được đa nhiệm tốt như mình mong đợi, vì nếu với 6GB RAM đáng lẽ ra nó không cần phải tải lại bất kỳ một game ứng dụng nào. Như các bạn thấy đây, trong phần Developer Option, tối ưu hóa bộ nhớ mình đã để mức 2 là cao nhất, nhưng 6GB RAM vẫn phải lốt lại một vài game ứng dụng. Xem ra mình đánh giá thì đối với chiếc Mi 6 vẫn khá vật lộn với nền tảng MIUI để đem lại đa nhiệm và ngon nhất cho người tiêu dùng. Và nếu các bạn thì sao trong tầm tiền này thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc Mi 6 hay là chiếc iPhone 6S, vì thực ra so sánh thì hai máy Mi 6 cũng có khá nhiều điểm nổi trội như camera kép, nó có dung lượng RAM lớn, vân tay thì một chạm, pin khỏe hơn. Các bạn hãy comment bình chọn và đừng quên truy cập website ClickBuy, tham khảo giá bán chi tiết của Mi 6 của nhà iPhone 6S. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.